Xin chào. Lâu rồi mình chưa làm một cái video về chủ đề luyện nghe nhỉ. Thế thì lần này bọn mình sẽ luyện nghe nhá. Và chủ đề lần này sẽ là về một nhà hát rất là nổi tiếng của thành phố Dresden này, tên là Semper Oper. Bạn nào mà theo dõi Insta của mình có thể là trong tuần vừa rồi cũng đã để ý là mình có làm một bài quiz về nhà hát này rồi đấy. Căn bản là bởi vì tuần này mình đi xem ballet ở chỗ đấy. Nói chung rất là vui. Kiểu cái nhà hát đấy gần như nó là biểu tượng của Dresden ấy, mà mình ở đây từ suốt năm 2019 rồi. Bây giờ mình mới đủ tự tin là mình giàu đủ để mua vé đi xem ballet ở đấy. Thì song song với việc đọc, thỉnh thoảng mình cũng sẽ nhảy vào để giải thích cho các bạn những từ mới hay là những cái Ausdruck mà hay hay mình nghĩ là các bạn có thể sẽ cần biết. Disclaimer luôn là cái đoạn text này khá là dài, cho nên mình có lẽ là mình sẽ không phân tích hết, mà mình sẽ chỉ phân tích những cái đoạn dài nhất thôi. Tuy nhiên là mình vẫn sẽ để màn hình có những từ được highlight cho các bạn để các bạn xem và tự tra từ, là có gì không hiểu thì cứ thoải mái hỏi mình. Ok, bắt đầu. Semper Oper, bekanntes Wahrzeichen von Dresden. Các bạn có thể đoán được nghĩa của nó từ việc ghép từ Wa, thì các bạn có thể nhớ đến tính từ Wa có nghĩa là sự thật ý. Còn Zeichen thì là das Zeichen, có nghĩa là dấu hiệu. Wahrzeichen nó như kiểu là một cái biểu tượng, mà biểu tượng đích thực ý. Biểu tượng đích thực. Những cái đoạn đầu thường chỉ là giới thiệu về cái sự vật mà sẽ được nói đến trong bài thôi. Trong trường hợp này thì cụ thể là cái tầm quan trọng của Semper Oper, là nhà hát Semper như thế nào. Các bạn có thể nhìn luôn sang từ schönste này, đẹp nhất này, quan trọng nhất này. Erstreckt sich là một động từ khá là hay. Sich erstrecken như kiểu là trải dài ấy, gần như thế. Và Schwinger là cung điện nổi tiếng của Dresden, nằm ở bên trong Altstadt, là phố cổ. Cung điện và nhà hát ở ngay cạnh nhau. Thế còn những từ mà các bạn cần nhớ, cần ghi lại thì mình đã bôi vàng ở đây rồi. Wahrzeichen là một này. Traditionsreich là tính từ giàu văn hóa, giàu truyền thống á. Cái đuôi reich đấy thường có nghĩa là kiểu giàu ấy, nhiều một cái gì đấy. Thế còn beheimatet gần như là tính từ hóa động từ ấy, có nghĩa là đây là quê hương của cái Sächsische Staatskapelle, là dàn nhạc của Dresden. Thế còn prunkvoll thì các bạn không cần phải nhớ kỹ, chỉ cần biết là đã từng gặp nó thôi. Nó là một tính từ được dùng để chỉ một công trình nào đấy được xây rất là quy mô, đồ sộ và đẹp ấy. Das Hoftheater vor der Semperoper. Die Historie der Dresdner Operntradition beginnt im Zeitalter der Renaissance mit dem Architekten Gottfried Semper. Er errichtete in den Jahren von 1838 bis 1841 das Königliche Hoftheater. Những từ mà mình bôi vàng ở đây là Zeitalter, Renaissance và Galt. Zeitalter có nghĩa là thời kỳ, và Renaissance là thời kỳ phục hưng. Người gần như đặt nền móng đấy cho nhà hát Semper này chính là Gottfried Semper. Kiểu người ta lấy họ của ông ấy để đặt tên cho nhà hát luôn ấy. Nó đã được bắt đầu xây từ thời phục hưng rồi cơ. 1838 đến 1841 thì ông ấy đã xây cái Königliche Hoftheater, tức là ban đầu nó không có tên là Semper Oper luôn, mà nó chỉ là Königliche Hoftheater thôi, tức là cái nhà hát được xây riêng cho hoàng tộc ấy. Cũng có lý, tại vì nó nằm ở ngay cạnh Schwinger, là cung điện mà. Dieser italienisch anmutende Rundbau galt schnell als schönstes europäisches Theater. Jedoch brannte das Gebäude anno 1869 komplett nieder. Und die Überreste des Opernhauses wurden schließlich auf dem Anwesen des Hofrates Wilhelm Lesky als idyllisches Ruinearrangement präsentiert. Để ý cái từ galt này thôi, nó là quá khứ preteritum của động từ gelten, có nghĩa là kiểu có giá trị như là đấy. Bình thường thì mình hay nhìn thấy nó dưới dạng là gilt, es gilt. Thế còn những cái từ bên lề mà mình nghĩ là các bạn cũng có thể lướt qua, đấy là Niederbrennen, mình đã đặt chân ở đây. Brennen các bạn cũng biết nghĩa là cháy rồi. Thế còn Nieder thì thường có nghĩa là phía dưới, nghĩa là bị cháy, sụp đổ hoàn toàn đấy. Anno 1869 có nghĩa là vào năm 1869. Cái cụm này thường hay được dùng khi mà nói về các thời điểm lịch sử. Mình nghĩ là anno này bắt nguồn từ cái từ Latin có nghĩa là năm đấy. Và những từ mình kiểu highlight các bạn ở đây thì các bạn cũng có thể nhìn, cũng có thể đoán được sơ sơ là nội dung của đoạn này nói về cái gì.
Đầu tiên là history, bắt nguồn từ thời kỳ phục hưng này. Architecten, ông kiến trúc sư xây dựng là ông Gottfried Semper. Năm 1869 thì nó bị cháy. Đấy là những Aussagen, những cái ý quan trọng nhất của đoạn text. Die neue Semperoper. Da die Dresdner ihr Theater liebten, konstruierte man schon 4 Wochen nach dem Brand am Wall des Zwingers ein neues Theater. Diese recht einfach gehaltene Spielstätte baut rund 1800 Menschen Platz und erhielt bald den Beinamen Bretterbude. Schnell wurde klar, dass man ein neues, ebenso prächtiges Gebäude wie das königliche Hoftheater brauchte. Dẫn trước thì còn nói là tòa đấy bị cháy đúng không? Thế thì kết hợp với cái überschrift là Die neue Semperoper này, mình có thể hiểu được, đoán được là đoạn tới này người ta sẽ nói về việc kiểu xây dựng lại hay là xây mới một tòa theater. Đọc lướt qua thì mình thấy là schon 4 Wochen này, 4 tuần sau khi cháy thì người ta đã xây một cái nhà hát mới rồi. Am Wall des Zwingers. Wall thường thì là một cái từ để chỉ những cái vùng rìa của một cái khu nào đấy rất là to, nhưng kiểu một khu cung điện hay là một khu rừng chẳng hạn. Đây mình chỉ highlight cho các bạn từ boat này thôi, nó là quá khứ preteritum của động từ unbeaten, động từ tay ghép nhá. Nhưng mà ở đây thì bạn không thấy người ta để an ở cuối cũng không sao, bởi vì beaten không cũng có nghĩa là kiểu offer rồi. Thế còn những cái từ rau ria như là Spielstätte ấy thì cũng không cần thiết phải biết cho lắm. Nó là những từ cổ và mang tính chất chuyên môn rồi, những bạn nào mà kiểu học chuyên về Kultur hay là Geschichte thì có thể cần biết. Erhielt này cũng khá là thú vị nhưng mà mình quên không đánh dấu. Erhielt này chính là quá khứ của erhalten, có nghĩa là nhận được. Mình có gạch chân ebenso prächtiges. Ebenso có nghĩa là cũng như thế. Và tính từ prächtig cũng có nghĩa là kiểu cái gì đấy rất là quy mô, rất là đồ sộ. Mình hết từ tiếng Việt rồi. Tóm lại, bạn nhìn con số 1800 và nhìn cái cụm ebenso prächtig, bạn có thể đoán ra được là cái tòa theater mới này sẽ có đủ chỗ cho 1800 người và cũng sẽ quy mô, cũng sẽ đồ sộ và lộng lẫy như là tòa cũ. Die Dresdner waren sich auch schnell einig, wer zur Konstruktion dieses Bauwerkes in Frage käme. Kein anderer als Gottfried Semper sollte die Pläne für die Oper anfertigen. Jedoch wurde der Baumeister anno 1849 aufgrund seiner Beteiligung an den Maiaufständen verbannt und durfte Sachsen nicht betreten. Cũng động từ sich einigen có nghĩa là đồng ý, nhất trí về một việc gì đấy. Các bạn nhìn vào động từ einigen có phần đầu là ein ấy, thì nó giống như kiểu số 1 ấy. Các bạn có thể tưởng tượng là như kiểu 100 người đi nhưng mà họ chỉ có chung duy nhất một ý kiến thôi. Thì đấy là cách để nhớ được từ này. Ai là người sẽ kiểu được đứng vào trong danh sách những người, những ứng cử viên để xây lại cái tòa theater này. Kein anderer als có nghĩa là không một ai khác. Anfertigen, hoàn thành. Aufgrund luôn đi với cách 2, genitive có nghĩa là do một cái gì đấy, bởi vì một cái gì đấy, gần giống như là vegan ấy. Vegan cũng cộng với cách 2, genitive. Năm 1849 thì do Beteiligung, do ông ấy tham gia vào cái Mai Aufständen. Từ này thì hơi khó để hiểu một chút. Aufstand có nghĩa là cuộc nổi dậy và Mai là tháng 5, tức là những cuộc nổi dậy của dân chúng vào tháng 5 ấy. Do ông ấy tham gia vào những cuộc nổi dậy này cho nên ông ấy mới bị đi biệt xứ ấy, xong rồi không được phép đặt chân vào Sachsen ấy. Die findigen Dresdner baten den mittlerweile in Wien tätigen Semper aus der Ferne ein zweites Gebäude zu entwickeln. Gottfried Semper zeichnete die heute zu den Wahrzeichen der Elbstadt zählende Oper und übertrug seinem Sohn Manfred die Bauleitung. So entstand die Semperoper am Theaterplatz schließlich in den Jahren von 1871 bis 1878 unter den wachsamen Augen von Manfred Semper. Thế còn những cái phần đằng sau mà mình gạch chân, phần này khá là hay. Cái này chắc cũng được gọi là tính từ hóa động từ. Thì cả cái Mittlerweile in Wien tätigen đấy là tính từ để chỉ cái ông Semper đấy. Những người dân Dresden đã xin ông Semper lúc đó đang hoạt động ở Wien. Thế nhưng mà viết hẳn ra thì mình sẽ viết nó được thành câu relative Satz đấy, tức là Die findigen Dresdner baten Semper der Mittlerweile in Wien tätig war. Những cái phần đằng sau, đây là kiến thức ngữ pháp của B2, C1. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng khá dễ hiểu cho các bạn. Đó, thế là nội dung của đoạn này.
là ông Gottfried Semper, người được dân chúng Dresden chọn làm kiến trúc sư cho công trình nhà hát này. Nhưng mà lúc đấy ông ấy đang ở Viên, không về trực tiếp để xây được, cho nên là người dân đã xin ông ấy là ông work from home đi. Thế là ông ấy mới điều khiển từ xa con trai của ông ấy xây dựng công trình. Die Eingangshalle der Semperoper. Das Theater beeindruckte die Besucher mit einer opulenten Innenausstattung und einem von einer bronzenen Panther Quadriga geschmückten Portal. An der Westfassade sind das sächsische Wappen, Figuren für Liebe und Gerechtigkeit sowie eine Büste des visionären Baumeisters Gottfried Semper angebracht. Im Eingangsbereich der Semperoper stehen Statuen zu Ehren der großen deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. Und die Seitennischen der Fassade werden unter anderem von Plastiken der Schriftsteller William Shakespeare, Euripid und Molière geschmückt. Erneute Zerstörung der Semperoper im Zweiten Weltkrieg. Doch auch dieses Gebäude war nicht von Dauer. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges warfen alliierte Fliegerverbände im Jahr 1945 einen verheerenden Bombenteppich über Dresden ab. Viele Menschen verloren ihr Leben. Und die Semperoper sowie die gesamte Altstadt lagen im Schutt und Asche. Aufgrund der schweren Schäden der Semperoper vergingen bis zur Wiedereröffnung der Oper genau 40 Jahre. Erneut, có nghĩa là kiểu một lần nữa, lại một lần nữa. Và Zerstörung là sự phá hủy, bị phá hủy. Zweiten Weltkrieg, chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là những cụm từ mà các bạn sẽ rất hay gặp khi mà các bạn học khối G, Student College. Đơn giản là bởi vì chiến tranh thế giới thứ hai thì kiểu gì cũng sẽ được nhắc đến trong giờ lịch sử, và Đức thì là diễn viên chính ở trong sự kiện đấy. Cho nên là biết được những cụm từ này thì tốt thôi. Đặc biệt là Dresden cũng trong những thành phố bị đánh bom nặng nề nhất ở trong thời kỳ này nữa. Gần như cả thành phố đã bị phá hủy và mọi người phải xây lại hết những công trình lịch sử này sao cho đúng với cái trạng thái ban đầu nhất. Từ Alliator, bạn có thể nhớ đến The Alliation, danh từ có nghĩa là phe đồng minh, rồi Verheerenden Bombenteppich. Verheerend thì mình không cần biết nghĩa, mình có thể đoán được ở đây có nghĩa là một cái gì rất là khủng khiếp, bởi vì cái tính từ ngay sau nó là Bombenteppich, gần như là giải thảm đấy, giải thảm bom đấy. Nó cũng khá giống tiếng Việt nhỉ. Thì đã là giải thảm bom thì kiểu gì cũng sẽ phải gắn với một tính từ kiểu kinh khủng hay là mang tính hủy diệt, không phải bản. Còn cụm từ sein Leben verlieren nghĩa là đánh mất mạng sống đấy. Và cuối cùng là Wiedereröffnung có nghĩa là tái mở cửa, tái khai trương. Phải mãi đến 40 năm sau thì Semperoper mới được mở cửa lại. Tức là mãi đến năm 1985 mới mở cửa lại được. Nhà ăn thời bình rồi, kết thúc chiến tranh rồi, bây giờ mọi người sẽ bắt đầu nói đến những cái cảnh đẹp, những cái vẻ đẹp của nó. Die Semperoper Dresden. Ein toller Anblick auch bei Nacht. Heute begeistert die im Stil der italienischen Renaissance gehaltene Semperoper ihr Besucher erneut. Die Fassade der Semperoper ist bogenförmig gestaltet und mit zahlreichen großen Rundbogenfenstern und Säulen verziert. Die dritte Etage ist gegenüber den ersten beiden ein wenig zurückgesetzt und etwas schlichter gehalten. Besonders bei Nacht gibt die beleuchtete Fassade der Semperoper ein beeindruckendes Bild ab. Diese Ansicht dürfte aus dem Werbespot einer hiesigen Brauerei bekannt sein. Innenausstattung der Semperoper überzeugt Ohren und Augen. Gleichwohl der Außenansicht versetzt auch die prachtvolle Innenausstattung der Semperoper die Gäste in Erstaunen. Die Treppen und das Foyer beeindrucken durch ihre Opulenz und den Detailreichtum. Zudem sorgt der Zuschauerraum der Semperoper beim Publikum für eine festliche Stimmung. Besonders imposant ist der riesige Kronleuchter im Inneren des renommierten Hauses. Außergewöhnlich ist auch die ausgesprochen gute Akustik der Semperoper, denn sie wird einzig und allein durch die Bauweise der Oper realisiert. Die heutige Semperoper wurde größtenteils nach den Originalplänen von Gottfried Semper rekonstruiert. Neu sind der Anbau mit einer Probebühne und dem Sitz der Verwaltung. Zudem verringerte man die Anzahl der Sitzplätze auf 1300 und versetzte einige Wände im Bühnenbereich nach außen. Opernkarten für die Semperoper. Die Semperoper besucht man am besten im Rahmen einer Vorstellung. Doch Achtung,
Die Karten für die Semperoper sind stets schnell ausverkauft. Wer Geld sparen möchte, sollte an einer der täglich stattfindenden Führungen durch das Opernhaus teilnehmen. Phần cuối thì người ta nói về việc mua vé để đi thăm Semper Oper. Im Rahmen einer gì đấy, có nghĩa là trong khuôn khổ của một cái gì đấy. Im Rahmen einer Vorstellung thì mình nghĩ Vorstellung ở đây nghĩa là những buổi biểu diễn. Người ta chỉ thường đến thăm Semper Oper khi mà có buổi biểu diễn ở trong đấy thôi. Thế mà Achtung là vé thì khá là nhanh bị bán hết. Ausverkauft là hết sạch đấy. Và khá là kostenintensiv, tức là đắt. Đây là một cách nói khác của từ đắt. Ai mà muốn tiết kiệm ấy thì tốt nhất là nên tham gia vào một cái buổi tham quan nhà hát ở đấy mà ngày nào cũng diễn ra, để kiểu chỉ đi nhìn thôi chứ không xem biểu diễn. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, một tuần vui vẻ. Và hẹn gặp lại ở video sau.